Em xin được bán rẻ cho các bác và toàn thể quý anh chị em ba đôi loa B3X8i màu trắng ngọc trinh. Nó không được đẹp lắm các bác nhé, không được gọi là xuất sắc, không được gọi là zin đỉnh cao, hay không được gọi là cái gì đó là tuyệt vời, đúng không ạ? Những đôi loa vừa tầm tiền cho anh em thích, hàng xịn mà giá vừa tầm tiền, trắng ngọc trinh các bác nhé. Những đôi loa siêu lời, những đôi loa lời rất là tốt, những đôi loa lời rất là khỏe khoắn, có thể đấu song song với đôi loa bát 25, có thể đấu song song với đôi bát 30, có thể đánh song song với đôi bát 40. Vâng ạ, đôi loa lời B3, vâng ạ, bãi xịn, bát 20 một chung các bác nhá. Đấy, B3X8i đấy, có 3 đôi. Các bác của anh em muốn đẹp xuất sắc, muốn đẹp zin nguyên bản, muốn đẹp tuyệt vời, em có giá của nó đang là 3,5 triệu. Còn đây em có 3 đôi này, đúng không ạ? Không được đẹp tuyệt vời, để cho anh em với giá là 2.500.000 đồng một đôi. Ok chưa? 2.500.000 đồng một đôi. Giá nó vừa tầm tiền cho anh em thích hàng xịn mà giá lại phải êm. Ok chưa các bác? Đây là hàng xịn, hàng chính hãng của B3 các bác nhá. Hàng xịn, hàng chính hãng của B3. Đấy, chỉ có điều là em bán giá tốt cho anh em sở hữu mua sắm thôi. Nó không có đẹp được 100% các bạn. Ok, cái này là chuột nó cắn. Cái này là do để lâu chuột nó chui nó cắn các bạn. Ok cho cả nhà. Bán cho cả nhà 3 đôi này nhá. 2,5 triệu một đôi tại cửa hàng. Cho anh em mua sắm những đôi loa hàng xịn của B3 mà giá rất mềm. B3X8i. Loa lời các bác nhá. Đây đôi loa lời. Các bác lắp quán cà phê thì nó tuyệt vời rồi. Đấy, lắp loa lời cho phòng karaoke gia đình thì tuyệt vời rồi các bác nhá. Nói lên B3 thì nó là đẳng cấp rồi các bạn. X8i rất khỏe, đấu song song với đôi bát 40 thoải mái. Công suất nó 80W, độ nhạy 94 dB, lội trở 8 ohm, trọng lượng 7 kg, giải tần hoạt động từ 65Hz tới 18 kg. Ok chưa? Thùng gỗ sơn sần bóng màu trắng ngọc trinh. Đấy, ok, có 3 đôi, các bác của em liên hệ cho em sớm nhá. 0365888988, 0368891555. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều và em có thể giao hàng toàn quốc ạ.